Nguyễn Ngọc Duy. Please welcome Tracy and Andy. Nữa đây tứ thân phụ mẫu và tất cả bà con trong ngày vui của cô dâu và chú rể đang hiện diện tại Boston, tiểu bang Massachusetts, vùng Đông Bắc Hoa Kỳ. Một lần nữa Kim Loan xin quý vị cùng chào đón tứ thân phụ mẫu cùng gia đình hai họ đang hiện diện trên sân khấu quý vị. Ladies and gentlemen, please give them a long applause one more time for the both parents of the groom and the bride at Boston of Massachusetts today. Thank you very so much. Kính thưa quý vị, trong giờ phút long trọng này đây, giờ đây Kim Loan một lần nữa xin giới thiệu đến quý vị ba của chú rể là ông Nguyễn Ngọc Bá sẽ có đôi lời với quan khách. Ladies and gentlemen, please help me one more time to welcome the father of the groom, Mr. Nguyễn Ngọc Bá. He would like to speak to all our guests tonight at this special moment. Nói của tôi đầu tiên hôm nay của đại diện cho gia đình thành thật biết ơn tất cả bà con anh chị em bạn bè như các con cháu đã đến dự hôn lễ của con chúng tôi và những người ở từ rất xa, từ California, từ Alaska, từ Arizona, từ Virginia kế đến tôi xin thành thật cảm ơn tất cả những người đã giúp đỡ cho gia đình chúng tôi có được cái ngày hôm nay, là gồm có những cô chú anh chị trong gia đình cũng như trước tiên là má vợ tôi là bà ngoại của cháu Nhi. Tôi không biết nói gì hơn là thành thật cảm ơn tất cả những quý vị đã đến dự cái ngày vui hôm nay của con cháu chúng tôi. Kim Loan xin cảm ơn. Và tiếp đến là ba của cô dâu ông Nguyễn Văn Tiến cũng có lời với quan khách. Ladies and gentlemen, please help me one more time to welcome the father of the bride, Mr. Nguyễn Văn Tiến. He would like to speak for guests at this moment. Kính thưa quan viên hai họ, tôi xin gửi đến lời chào thân ái nhất quý vị thông nhã quản ngại đường xá xa xôi, nhưng thời giờ rất quý báu đến đây chung vui cái buổi tiệc lễ vui của con gái của chúng tôi. Lần nữa tôi xin cảm ơn rất nhiều và con quên anh hai chị hai ở Việt Nam, ba của ba má của cháu đẹp cháu quen. Em xin cảm ơn anh chị và gia đình anh chị một lần nữa rất nhiều. Ladies and gentlemen, as the father of the groom and the father of the bride, they would like to take this opportunity to express the most appreciation to all our guests at this moment. And they also send the special thanks to those of you who come far away from California, Pennsylvania, and Texas. And especially thanks to the mother-in-law, also the grandmother of Andy, to be here with us. And the father of the bride, they would like to thank for those, their family members currently in Vietnam. And during the wedding banquet, if anything unexpected might occur, with your unconditional love to Andy and Tracy, please excuse us. And at this time, we would like to ask everybody to sit back and enjoy the most wonderful moment with our family. Thank you very so much for being here tonight with us. Thank you. Giờ đây Kim Loan xin kính mời tứ thân phụ mẫu, bà ngoại cùng tất cả gia đình trở về chiếc ghế danh dự của chúng ta. Xin cảm ơn. Kính
Kính thưa quý vị, giờ đây Kim Long xin kính mời quý vị cùng nhau mở chai champagne trên bàn của mình và chăm đầy ly để chúng ta chuẩn bị nâng ly cho cô dâu và chú rể trong giây lát. Ladies and gentlemen, at this time. At number 9, Honeybee from Lake Shelton. At number 8, I Can't Help Myself from the Four Tops. Seven, it's Marry You from Bruno Mars. It's a beautiful day. Hey, baby. At number 6, it's Jack Johnson with Better Together. Not always easy, sometimes I can be deceived. I'll tell you that it's always better to be together. At number 5, it's L-O-V-E from Nat King Cole. At number 4, it's Pour Some Sugar on Me from Def Leppard. Oh,
nhạc trở về sân khấu. Và liên tục chương trình, Kim Long xin quý vị cùng chào đón một tiếng hát rất là dễ thương của nữ ca sĩ Kim Hằng. Hello everyone. Thank you for having us tonight. And I want to congratulate to the boy and the group. Please put your hand together to the beautiful wife and a handsome new Why do I want?
Tiếp theo chúng ta sẽ đến với những bài hát mang tên Chờ Một Tiếng Yêu.